Mến chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt ở xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, để ba của Hoa và nhóm cùng cưa một cây me. Cây me này thì nằm sát với mái nhà luôn. Còn rất là nhiều trái. Ba của Hoa có đem theo cái cuồng dây lớn. Nhóm ba của Hoa đi thì gồm có ba của Hoa, chú Đường và anh Hiền cùng cưa cây me này. Xin mời quý vị cùng theo dõi xem nhóm ba của Hoa sẽ cưa hạ gốc cây me này như thế nào nha. Ở phía dưới có cái bồn nước hứng nước mưa vậy á, có mấy cái hầm hố xí. Ui. Ton này là ton xi măng sợi nữa, nếu mà rớt nhánh xuống là nó bị lủng ton liền luôn. Đây, cái phần thân của cây me nằm sát với cái vách nhà sau luôn. Leo lên luôn Hiền. Ba cũng hờ kêu anh Hiền leo lên luôn. Trời hình như là chuyển mưa hay vậy, mây đen quá nhiều. Nãy có cây thang mà giờ nhánh chà không, anh Hiền leo bằng dây luôn rồi. Bằng bằng nhà anh Hiền leo lên để máng thời gian phía trên chơi nhánh vậy. Leo lên để chèn cái sợi dây cho ba của Hoa treo mấy cái phần nhánh á.
hàng mới tỉa bớt vài cái nhánh để cho đỡ vướng khi mà treo nhánh xuống. Không lấy tụng ra hai trái à? Có gì đâu. Tôi bỏ rỡ ông vợ bỏ ăn mà ấy ông hốt miếng rồi bao cái cổ ông vậy ta ha, 48 tiếng hồ nó mới cái chạy ra. Tôi du lịch. Ờ chứ được, giác cái bỏ về thấy nặng nề quá. Quá ba của Hoa sử dụng cái xây 26 ly. Mà không biết cái bỏ về này nặng bao nhiêu. Còn dây chú khiên nặng khoảng bao nhiêu ký chú? Ông bạch dây chọt cái vừa như vậy. Cái này lé chéo quá. Mình lép lẻ. 30 mấy ký hả chú? Anh Hiền đã đi xuống phía dưới phụ với chú Đường rồi. Mình chú Đường thì không có thể giữ dây treo và dây kéo được. Rồi. Tới cái miếng nhà luôn. Đó từ từ cái nhánh kia coi dựng đặt xuống á. Giật mạnh mới được. Đi xa xa dây chứ đừng ơi. Xả đi, xả đi. Đi xa xa dây á. Mẹ đổ mà lo nó bả đi mà cho ra đi chứ. Mấy nhánh mè nó khó luôn, nó vướng vướng giống như có gai vậy đó. Ui, lộn mèo luôn. Đầu ô trái cũng chết trái. Anh nói mè xấu hình như bán được 25.000 một ký á. Dễ vượt hơn anh thì máy vượt qua nữa xin đây qua dễ vượt không ngồi vượt cái máy đó đi. Có anh trong anh ở trong nhà anh ra phụ nữa chứ Đường kéo không nổi luôn. Em Hoa cho quý vị xem lại cái phần nhánh của cây me nãy bà cũng hồi cắt rồi mấy nhánh lớn rồi. Cái chữ này.
rồi đập cái đồ vô tại nó máng cái đọt của cái cây nó đập giặt xuống mình chứ đường là làm không nổi luôn á. Bỏ vô chấm đọt kéo gốc ra cho khỏe chứ được. Đúng nè, đụng đọt xuống nè. Rồi xong rồi. Tàu me nó kêu bọp 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 rồi. Me nó dốt. Rồi đây coi coi. Nên mẻ mẻ mí mí tôm ở ngoài chót. Tát miếng da dài thòn còn dính chánh nha. Ê, cái gì vậy? Ở đây gần biển luôn đó. Thành phố Bến Tre. Ba bốn chục trang nữa là cái gần biển Thành Phú. Thành Phú Bến Tre. Biển Thành Phú cách đây khoảng 3-40 cây số. Dài quá nạn bên đây à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hiểu kỹ đó. Nhờ anh lại kéo phụ với chú đường. Lại lắm chót nè anh Hiền ơi. Kéo qua anh em nè anh. Được thả nó đưa Hiền ơi. Ủa đường nãy giờ được thả như chiều quá trời. Không thả mà xuống mấy đó. Rồi xuống đây xuống đây. Kéo kéo nha. À thôi em ơi. Lắm chờ đó kéo qua. Từ từ trời. Rồi trời. Ủa sao kỳ á? Nắm cầu dây này chọn lên đây coi, nắm cái đầu dây đó, chọn lên đây là Hiền coi. Không có, anh mua con dây kia đi. Mua này phải không? Ừ. Rồi. Rồi, hồi nãy giờ anh giật bay vậy lại cái đầu ấy. Đâu, nó nặng. La làng hết hồn. Rồi, xuống. Để chắc thủ qua tỉa đi rồi thấy bớt cái kinh nghiệm lắm rồi. Dẹp bớt rễ quá trời nhánh. Ah!
sao qua cái dừa bả nó hiện chặt cái dừa kích vô từ từ kích vô cái dừa luôn kích vô cái dừa bên đây nè bên đây nè đó cái dừa nó lại cái dừa quấn vô cái dừa một cô đặng mình kích nó mới nó không có chặn được lại nó không nhào anh tới một tay gịch một cây xin luôn luôn vô giờ 10.000 anh có mua nữa hả? Này cái này cũng mua mà.
Bây giờ muốn chết. Rồi hết cái nhánh xài rồi, khỏe rồi. Giờ trước là lột áo rồi, giờ này hết lột rồi. Cái lúc mình nghe gần người ta nghe rộn rộn chàng dây. Mình sẽ dính lên luôn. Bức lông nó vô hụt dây đó. Lâu anh dậy. Kéo ngoài đi khỏi ra vô vừa hồi á. Rồi. Quét dây thẳng chút xíu chứ đừng không. Nghe rụng quá. Nè, dốt cái mình rụng quá. Rồi dưới vô đó luôn rồi. Xà ngang dữ rồi. Rồi giúp giúp đó. Hổ phụ cái dây nhỏ đó đi. Rồi giúp vô cái dừa giúp đi. Không đi luôn. Cản nạn dữ hay gì rồi bơi. Chứ được, leo lên đẩy cái nhánh me ra rồi. Vì video cũng khá dài, tôi cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Từ từ có ai xả dây giùm à? Có một cô nào chứ? Có cô nào xả dây giùm. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.